không cho người ta đâu. Dạ. Bởi vì ông này nè, nó có là linh thì có linh khí. Dạ. Nhưng mà còn cái thần khí đó thì không bằng ông Bạch Hổ bên kia. Ông kia ông mới tu, tu mới nhiều. Ông này ấy, cũng tu nhưng mà chưa được bằng cái ông kia, đức độ chưa bằng ông kia, nên người ta quyết lòng ta tu tập nữa, nên thầy không có cái có duyên thầy giải được. À, mà giờ là thầy không giải, không có có đụng chạm gì đến người ta được hết. Yeah. Ông này cũng Bạch Hổ luôn hay gì thầy? Ông Bạch Hổ mà đang học cơ tu nên là cũng như không muốn thầy lợi, để mặc dù thầy là ông Phật nhưng mà thầy cũng chưa quá độ được, là vì tại vì người ta chưa có chịu, người ta chưa đủ cái hạnh, đủ hạnh đủ đức thầy mới tới quá độ được, chứ không phải là cái đó là quyền của người ta, chứ không phải thầy tới thầy ông Phật mà thầy lợi thầy giải được. Yeah. À, nó là như vậy, sơn thần cũng vậy. Dạ, bước chân đi đó, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Giờ đây thì em quay trở lại núi Sập. Đến với video này thì em và cô chú anh chị cùng lên trên cái đỉnh ở trên kia. Đó là cái điểm nơi thờ linh thiêng. Và nơi đó có một cái hòn đá, nó có cái tượng giống như ông hổ vậy, nên nơi đó gọi là điện ông hổ. Và dưới đây thì cô chú anh chị thấy là có Đức Phật Di Lặc của chúng ta đang ngự tại đây. Và bên đây thì là cái đường đi lên. Và hiện tại đây là cái chùa Tư Gia của chú Úc. Và nơi đây có rất là địa điểm tâm linh, màu nhiệm, như là điện thờ ông Hổ ở phía trên. Và nơi đó có hòn đá vá thạch rất là giống ông Hổ luôn của chú anh chị. Giờ đây thì em mời cô chú anh chị cùng với em, chúng ta đi lên trên đỉnh của núi Sập, nơi thờ điện ông Hổ. Và đặc biệt thì đến điện thờ ông Hổ này, những người mà có căn hay là gì đó của chú anh chị thì đến đó đốt nhang xong là có những cử chỉ như là múa, hát hay gì đó của chú anh chị rất là lạ. Thì giờ đây em mời cô chú anh chị lên trên đó để chúng ta cùng với thầy sẽ giải mã nơi đó là có tâm linh huyền diệu như thế nào mà các vị có căn thì lại thường đi về đây vào những ngày cúng viếng, và lên đó khi thắp hương xong thì họ sẽ có những cử chỉ giống như là hầu Phật, hầu tiên gì đó của chú anh chị. Thì cô chú anh chị biết là những cái linh căn mà muốn hát thì sẽ đến những cái nơi linh thiêng màu nhiệm để tỏ ra những cái cử chỉ giống như là múa rồi ông hổ nhập gì đó của chú anh chị. Thì em mời cô chú anh chị cùng với em chúng ta lên trên đó để khám phá nha. Nhưng mà ví dụ như người ta có tin về cái cây thiên nhiên đó, để cái viên ta trồng cây lên để cho mát cái đó, còn hiểu chưa, người ta để cát lên như vậy thay vì người ta thích thì sao đó, mà cái tâm cái ý của người ta như khi chết rồi là bỏ thân xác rồi thì nó còn gì nữa đâu, mà cái đẹp chừng nào thì còn giữ cái ngôi mộ đó nhiều chừng đó, mà cái linh hồn giữ như thế này đúng rồi. Cũng như cái nhà của con á, cái nhà của con đẹp quá bỏ uổng đó, thì con giữ hoài cái này. Nên nó có nhiều khi cái người mà chết á, cái người chết nó mà đẹp quá đó, cái người mà ban ngày hồi đó đẹp đó, nên khi chết nó dòm cái tiếc cái thân xác hoài, nên còn ở hoài cái hồng trần này để giữ. Nhưng mà rồi xong rồi đào lên rồi thì ta đâu có dòm ta thấy vô cái lồi kiểu mắt trên này, cái xuống dưới tắc đất là có của cái cõi đất, có của thần đất, thì không thể nào cái âm mà cái linh hồn nhìn thấy được cái cõi đất ở dưới cái cây. Xây nhà bự chừng nào thì giữ bự chừng đấy, cái chùa bự chừng nào quét mệt chừng đấy, nó là đó đó. Dạ, như con hiểu rồi. Ai vậy là phải nói đơn sơ nói mẫu vậy. Mẫu thì mẫu nào cũng như nhau thôi. Nhưng mẫu như... cái mình làm đẹp thì gây cho cái hương linh mà người ta nằm trong đó tiếp, người ta giữ. Tiếp, người ta không muốn đi. Đó. Nên đó, con thấy xây bự chừng nào thì phải quét mệt chừng đấy không? Mà chết rồi đi không được nữa, giữ hoài. Đó là cái xây nhà bự, đó là cái chúng sanh thương vợ, thương con, giữ lại, giữ tiếc, giữ hoài đó thì đầu thai thành hoài đó, chứ làm sao đi đầu thai được. Nên nên câu nói Phật dạy nói là tu nên buông bỏ, nó là như vậy. Dạ. Trong vô vi buông bỏ nó là như vậy, xây càng bự chừng nào thì tiếc bự chừng ấy, thì càng giữ lâu chừng ấy. Ai vi là phải buông bỏ đi. Mình đứng tại đây mình nhìn cái hòn đá đó đấy, chắc đứng đẹp quá. Thì nói cho con nghe này, cái núi này rất là linh thiêng. Cái núi này rất là linh thiêng. Cái núi này là ông tự đây là tu chân chính, nên người ta nên cái cõi vô vi đó, người ta thấy người ta biết được cõi nào tu là chân chính, cái nào tu có cái hào quang
ở đây có cái hào quang nên người ta về cũng như tìm tới cái chùa này. Ở hình tướng thì con thấy chùa bự nên người ta đến những cái chùa bự. Thì ở trong vô vi người ta thấy cái là chỗ nào có cái hào quang, có chỗ nào có cái từ trường để mạnh, để chỗ đó yên tu được giải thoát thì người ta về đến ngay chỗ đó. Nên cái núi này, cái chỗ này nó rất là đông cái người tu. Mà tại sao đi tới những chỗ kia thầy không thấy được bao nhiêu người tu nó là như vậy? Chắc là đông người tu mà theo thầy chia sẻ ở những clip trước với bà con cô bác, đó là các vị thần, vị thánh, ông sơn thần và những cái vong hồn tụ hợp về cái căn chỗ cái đỉnh hang dây này rất là nhiều nữa với bà con cô bác. Tại cái chùa này như ở đây nè, thầy đông dữ lắm luôn, đông người Phật tử dữ lắm, đông cái vong để tu dữ lắm nha. Đây nhiều lắm luôn. Bởi vì cái chùa này ở đây ông tự ở đây rất là chân tâm. Nên người ta vô vi người ta thấy được cái tâm của ổng. Vô vi người ta thấy cái tâm là cái từ trường, cái hào quang, cái công năng tu tập đó. Nên người ta đi tìm cái cõi lành. Nên ở đây nó rất là đông cái vong. Mà chư thần ở đây cũng tu rất là nhiều. Nên thầy giải cho con nói như thế này, về tu đông lắm ở đây. Chứ không phải núi nào người ta cũng về được hết, cho người ta về đâu. Mình ra về trước có cái đường đi đó, mình lên cái hòn đá, cái điện trên đó đó thầy. Cái gì đó thầy? Rồi áo qua hang khổ. Rồi giờ mấy anh em... Ôi cái tảng đá này ngộ ta? Trên điện. Cái gì đó thầy? Trên... Thầy gặp à? Các vị sinh thần ở đây nhiều quá thầy. Nhiều, ta tu, cõi âm, cõi người ta tu ta nhiều lắm đây nè. Con đừng có thấy những cái chỗ này A Di Đà Phật đều có người ta chen chúc nhau để người ta ở. Và để người ta ở đó, A Di Đà Phật như bên đây nữa nè, cũng có nhóc nữa cho A Di Đà Phật, ai để chỗ này thì tội nghiệp quá. Các chú Úc quá, không có thất hát để. A Di Đà Phật. Tức là thầy nói những cái vong linh của người ta hay ở những cái kẹt đá như thế này để trú ẩn. Rồi con gái, bây giờ con làm phước ha. Con lụm hết ba cái miệng chai đồ hay con gom lại con bỏ một chỗ ha, cho trống đồ con dẹp cái này, con phước đức con vô lượng đó con. Nên làm đi con, nên rồi con là phước đức đó, là con lụm ba cái dây đồ bể rồi đó ha, con gom về một chỗ ha, chỗ này người ta ở ẩn tu nhiều lắm, A Di Đà Phật để người ta ngồi ta nhớ tội nghiệp con, nên con tìm có bao tay không? Ủa vậy mình đi đường nào ta? À đường bên đây nè, đường này nè. À, thần sơn quỷ chư điển. Nam mô Phật, các vị sơn thần. Mà có điều này mình chích vô mình quay cho bà con bác thấy như tức. À, có thể xin phép mình đứng trên đó vẫn được. Thầy đứng lên được hết trên. Như vậy là Phật. Mà con có điều đặc biệt, con thấy là những cái hòn đá nó lộ ra là cái hình rất là giống luôn á thầy. Chắc là cái hòn đá phía sau con từng lên đó nhờ chốt cho lên quay là cái lưng của ông nó bầu tròn quá, có cái phần đuôi mà sao. Và cái phần đầu này thì cái này là đá tự nhiên, chỉ có cái vẽ vô là mình mới giả vẽ thôi. Đây là thần hổ, nhưng mà cái hổ này nhỏ hơn cái ông bên kia. Trung Vân, Bạch à, Trung Vân. Cái hổ này là hổ nữ nè. À, hổ nữ. Cái đó. Dạ. Yeah. Nên á, con thấy cái hình tự vẽ bự như vậy nhưng mà không bằng cái ông kia, cái linh khí ông kia nó bự hơn. Dạ. Yeah. Ông kia tư hơn. À, ông này giờ không có duyên với thầy. Dạ. Yeah. Chứ không phải ông nào cũng có duyên. À, này là A Di Đà Phật, thầy lên nó cũng không được. Chứ không phải thầy. Nhưng mà thầy diễn tả là thầy nói là thầy gặp được đây là hổ cái. Hổ cái. Yeah. Đây là hổ cái tu. Nhưng mà con thấy những cái phần người dân tín ngưỡng lên đây thắp hương đó thầy. Ở phía trước cái chân chỗ mình đứng nè, thường hay là có biểu là hiện. Thôi con bước ra đi thầy, ổng không có chịu chút ha. Ông không có cho vô. Tất nhiên á, thầy nói cho con nghe. Mấy ông hổ này ở đây nói về cái vô vi á, không phải con hổ nào mà thầy cũng độ cũng quá giải được. Dạ. Yeah. Mà do cái con hổ này nó bằng lòng nó tu thầy giải mới quá giải được, như cái con hổ kia nó muốn cho thầy lên thầy cởi, còn này ta không cho. Dạ. Yeah. Là do cái người này, cái con này ở đây, con vật này chưa đủ đến cái duyên thì thầy không có lên được. Ông Phật cũng vậy, không phải là đến cái cõi này là con ông quyền của ổng có quyền ổng đi giếng. Vì là Phật tám triệu vì thầy tu nên không cho là thầy không lên. Tức là hiện tại cái phần hồn thiên của cọp này là cọp cái. Cái ở đây, đang ngự ở đây trên cái hòn đá luôn. Ở đây. Nhưng mà này con đang tu. Con đang học cái tu. Nên là cũng như không muốn thầy lợi để. Nhưng mà thì cũng chưa quá độ được, là vì tại vì người ta chưa có chịu, người ta chưa đủ cái hạnh.
đủ hạnh đủ đức thì mới tới quá độ được, chứ không phải là cái đó là quyền của người ta, chứ không phải nó là như vậy. Sơn thần cũng vậy. Còn bà con cô bác mà tình đến đây cúng rồi múa máy như ông hổ, và có người thì lại thể hiện cái phần múa máy khác nhau. Và điều đặc biệt á, thì con từng nghe chú Út ở dưới có chia sẻ là cũng có nhiều người là đến đây để cúng bái ngay trong chỗ này, và đôi lúc là sau 1-2-3 tháng thì đảo lại trả lễ rất là nhiều người là cũng được cái phần đó. Thì cái đó là có phải là người ta cầu gì được nấy hay là đạt được những cái gì sao á thầy? Thì nó không phải giải, không phải ông này ông cho người ta đâu. Dạ. Bởi vì cái ông này nè, nó có là linh thì có linh khí. Dạ. Nhưng mà còn cái thần khí đó thì không bằng ông Bạch Hổ bên kia. Ông kia ông mới tu, tu mới nhiều. Ông này cũng tu nhưng mà chưa được bằng cái ông kia, đức độ chưa bằng ông kia, nên người ta quyết lòng ta tu tập nữa, nên thầy không có cái có duyên thầy giải được. À, mà giờ là thầy không giải, không có có đụng chạm gì đến người ta được hết. Yeah. Ông này cũng Bạch Hổ luôn hay gì thầy? À, ông này ông Bạch Hổ mà ông có cái sập ông khác chứ không phải như ông bên kia. Nhưng bà thấy, bà Bạch Hổ. À, bà chứ không phải ông nha, nữ. Con hổ này con hổ cái. Còn bên kia là con hổ đực. Thì giờ người ta là ta lên ta cúng ta cầu được cái gì là do cái công năng. Cái ông này thì có thể là cho người ta được cái là thấy số đồ đó, ông này nè, gọi là ông nhìn ông thấy được để ông này còn nên còn A Di Đà Phật, thì nó cũng như còn có hơi cái chấp chút, còn cái ham chút. Yeah. À, còn ông kia là người ta đã buông xả ha, ông này còn hơi chút A Di Đà Phật, nên nhớ người ta biết là người ta ở đây ta không chịu tu vì ở đây sung sướng nè, được có được đồ ăn, được lễ vật, được sung sướng ở chỗ này là nó cũng như nó mát, nó thanh tịnh, nên người ta muốn ở đây, người ta chưa tới cái dùng, người ta chưa chịu buông bỏ, mà hiểu chưa, chưa chịu buông bỏ, chưa chịu đi đó. Dạ. Yeah. Còn bên kia đã chịu đi rồi, do đó thì mới có sự linh thiêng và cho người ta đạt được những cái điều mong muốn. À, để đạt lại những cái điều ngược lại cho mình chút đỉnh nào thôi, chứ không phải đầy đủ hết như vậy. Rồi á, chỗ này ở đây á là những cái dông á, ở đây không có quyền, dù mặc dù người ta tu vô đây, nhưng mà chỗ này là cái chỗ cũng như là của ổng bất khả xâm phạm vậy đó. Vô đây là ổng gừ tới thầy, vô đây là người ta còn gừ nữa mà. Gì là phải, mặc dù thầy có trường có hào quang, nhưng mà thầy đến đây giếng thì ổng cho thầy giếng được, nhưng mà không có cho thầy đụng, còn chấp gì biết không, còn chấp nam nữ. Dạ. Như là còn chấp chút cái đó thì còn bên đây thầy, bên đây có cái một cái heo hổ này, mà cái hình hổ tự nhiên mình đá luôn mọi người, này ngắt cái đầu này rất là giống luôn, tự nhiên luôn. Người dân mà vẽ luôn rất là kỳ lạ luôn ha. Bởi vì thầy nói lại để cho chúng sanh thấy hiểu là cái hữu hình ở đây thì thầy chơi cái trong tuổi, nhưng mà trong cái vô duy thì thầy có 2000 tuổi, hay như là phải lên núi đây thì quái thầy hết, nó làm như vậy. Mà cái núi này nói gì vô duy thì cũng chưa không có lớn cũng như thầy. Thì nói cho nghe, nói như vậy để người ta nói cho ông lên trên này, ông nói ông người kia đó là cái thứ. Vì thầy nói thầy tu thì về có bốn trạng là tới 2000 mấy trăm tuổi, vì trong cái tự chủ cái hào quang nên người bên đây người ta nói thầy là như vậy. Còn cũng hình tướng này thì nhỏ hơn cái núi này là đúng, nhưng mà trong cái vô vi là thầy trở về cái bốn trạng đó thì cái tưởng như vậy, còn hình tướng này thì nhỏ hơn là đúng. Như là đi lên cái cây kia cái cây người ta trông nhiều lắm, còn những cái hòn đá cũng thấy bóng và sạch đẹp đó thầy. Thầy chưa kể con mà thầy khi mà thầy tu mà thầy ngồi thầy tu đó, cái lúc mà thầy trì mật chú thầy trì đó, Long Lân Quy Phụng bốn con lại múa trước mặt thầy. A Di Đà Phật. Con Lân nó có mọc hai cái cánh lên, A Di Đà Phật như cánh ngựa vậy đó. Là Long Lân Quy Phụng biến lại với con quy thì bự lắm luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật múa xung quanh để thầy thấy đó. Thầy thấy được rồng như rồng xanh,
ở dưới đầu mặt nó phun lửa, nó phun là lửa lúc mà nắng dữ lắm, nó phun qua cho lửa đó, nên chúng sanh bữa đó nóng dữ lắm luôn. Thầy mới xin, thầy xin thôi nóng quá vậy tội nghiệp chúng sanh vậy, thì thầy nói bằng cái tâm linh cái sức cái hồn ra, cái sức cái hồn thầy ngồi thầy đang trì chú như vậy, nhưng mà cái hồn thầy đi lên thầy gặp cái nguyên cái con rồng nó phun lửa ra, giờ nó phun qua cho lửa đó, nên cái thầy xin nói thôi là cho tôi xin để chúng sanh nóng quá như vậy tội nghiệp chúng sanh không. Cái con rồng trả lời với thầy lệnh của Ngọc Hoàng. Cái thầy, thầy thấy giống trong hình không thầy? Chàng ơi, cái đầu con rồng xanh thanh long ha, thì cái hình vẽ con rồng sao đó là cái đầu y như vậy đó, nó y như vậy không có khác gì chứ, mà phun ra vậy nè cho lửa đó con túa túa gì là Phật nó nóng là nói vô vi nha. Ở đây gì là Phật nói về vô vi, cái có một số người chứ nói tôi khùng điên, nói tôi ngã mạng, tôi khuyên quý vị là nên cẩn ngôn nói ra sao có phước đức, chứ đừng nói mà tạo cái nghiệp với quý vị, nói cho sướng lỗ miệng mà trả cái nghiệp sau này nó khổ dữ lắm quý vị ơi. Nên nói ra cái câu nói như thế nào để cho có đức có hạnh, để cho để được tu được để hưởng được cái phước tại hồng trần là tốt lắm nha. Đây là lời tôi chân thật, tôi thấy tôi nói thật. Rồi con biết không, khi thầy thấy con rồng mà nó phun lửa vậy đó, thầy mới xin. Thầy ví dụ bây giờ là Phật xin cũng phải xin đàng hoàng, chứ không phải là cái đó là cái trách nhiệm của người ta, thầy cũng không có quyền gì hết trơn á. Nhưng mà thầy thấy nóng quá, cái thầy nói như vậy, cái thầy ngồi vậy, thầy không có trì mật niệm nữa, cái thầy cởi cái áo ra nóng, cái thầy ra cái ngoài sân đó thầy ngồi cho nóng tiếp, nóng với chúng sanh. Hình tướng thật, thì vừa ra ngồi A Di Đà Phật sụm lại nguyên một cái màu lại, nó không còn nắng nữa, nó mát trở lại rồi. Cái thầy vừa thấy mát vậy, cái thầy đi vô, thầy bạn cái áo vô, thì vừa đi vô xong bạn áo Phật nắng trở lại nữa, thì thôi đó là lệnh của Ngọc Hoàng chứ xuống, thầy cũng không dám cãi lệnh gì hết vậy đó. Dạ mình xin cảm nhiều cái quyền chi mà không thể nào mà diễn tả nổi hết. Cái gì là Phật đây người ta ngồi tu nhiều quá, cái gì là bông đẹp nè, cái núi này chúng sanh tu nhiều lắm luôn mấy con. Là do ông Từ ở đây nè, ông Từ ở đây có đức độ, chắc là thầy nhìn xuống thấy cái này cái nào còn khổ lắm con, khổ lắm con. Cái cảnh gì này khác với cái vách đá này, nó mát mẻ đẹp quá, cũng đẹp luôn. Nhưng mấy cái chỗ như thế này cái thần người ta ngồi trên, cái gì là Phật mấy người ấy, cái dông nó chung vô kẹt vô hấp thì ngồi được không? Cái gì là Phật chứ người ta không có giống con ta ngồi này, mấy con chúng sanh đi có mấy con đá người ta né hoài à, nó cũng vậy ta xuống đó đó. Cái gì là Phật mấy dông người ta tu cái này là cái gì là Phật rồi lên tới đây, lên tới đây là gì kia à? Cái này là nó không còn cái chuyện của thần, mà lên tới đây là thiên khí lên tới đây là thiên khí rồi ha, tức là lên tới đây là mát mẻ hơn dữ lắm luôn à, nó vậy ha. Xuống cái thị trắng nó sập rất là đẹp luôn rồi con bác xa xa qua là nó dài nha à. Đây là thị trắng núi sập mọi người, đây là Ngọc Hoàng nhìn xuống rất là đẹp luôn. Đây là nhìn xuống toàn cảnh mà chẳng núi sập, hay phía xa của chúng ta đây cũng dài. Thank you.
Nếu mà tranh cái mẫu thiên thiên đình thiên tranh cái gì đâu phải có là gì thầy nói thầy giờ thấy cái âm đó từ giữa núi đó là đức độ không có nên nó trên á Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, kêu Phật đó, để cho cái giác là cho nó thấy được để khiến cho ông làm mà con hiểu chưa, để làm đó là trong cái dung duy mà ổng mới là cũng như là ổng nhận cái trách nhiệm đó vậy đó, là ông từ tại đây nè ông bố đó, là ổng có cái trách nhiệm đó, mà thì ổng đang hành ra ổng đang tập tu nên cái cõi này là cái cõi linh thiêng nha A Di Đà Phật. Bởi vậy mình nhìn vô mình thấy đứng trên đây là vừa mát của không khí khí thứ hai nữa, thì những cái cảnh vật xung quanh đây nè có rồng có phụng và đầy đủ hết, và có những cái cây cột này tượng trưng như giống như trên phim mà mấy con tình câu giống như cột ở thiên đình vậy đó. À với là cũng như là cổng trời. Thì thầy nói cho con nghe nè, thầy kể cho con nghe là thầy đi lên cái cõi Ngọc Hoàng Thượng Đế đó thì có hai cái cổng bằng bạc. Dạ. Cái cõi cổng trời á, hai cái cổng trời bằng bạc mà bự lắm chứ không phải nhỏ như thế này. Đây là cái tượng trưng cho như vậy, vì ông thấy cái nhỏ nên nó quay vậy, nhưng mà cái cổng trời đó nó rất là cao. Dạ. Nó bự ra vậy mà cái cột nó bự như xe ôm vậy nè, mà cái cổng nó vuông ở trên này chữ bằng bạc ha. Còn cái cõi âm ở dưới là cánh cửa sắt, nhưng mà trên này nó có ba chữ ở trên á, mà cái ba chữ đó là thầy không có đọc được, bởi vì cái chữ nó cõi âm ha. Rồi á đóng cửa thầy như là bà không cho thầy nói nữa nè. Dạ thôi vậy thôi, tất nhiên là không cho thầy tiết lộ, nhưng mà thầy nói sơ qua nên khi xuống đó không phải là thầy là ông Phật là Di Lặc rồi xuống dưới mà muốn phá cái cửa là phá cũng không được, cũng không có quyền, mà đúng giờ đúng khắc tự động phải để thầy đúng như thầy quá độ, nên lúc đó thầy vừa tu như vậy thì giác được, thầy thương quá được thầy xuống như vậy, nhưng thầy làm như vậy nên là phá không được cái thôi thầy về. Còn thì những cái điều mà thầy muốn tiết lộ cho mấy con nghe với bà con có bắt nghe, mà khi mà đang nói chuyện tự nhiên cái bà giống chuyện này bị ngang ông lại ở trên là không cho thầy chia sẻ tiết lộ chia sẻ nữa, bởi vì tiết lộ ở đây cái chúng sanh chữ thầy có người số người đó ở trên á thì thấy sợ cho chúng sanh cái khẩu cái nghiệp, tôi hiểu không, nên nói ra cái tự động đó khiến cho thầy ho là thầy biết liền, nói liền biết liền luôn, đây là không cho thầy nói đây nha. Nhưng mà khi thầy nói ra đây á là cái thân tướng này thầy nói ra cũng không có tưởng cầu thầy được, nhưng mà giác ngộ là giác ngộ cái cõi Phật cõi kia, nhưng mà cái cõi hình tướng này nó to lớn dữ lắm, nên nói ra tâm khởi mặc dù cho, nhưng mà tâm thầy khởi thì nói được tại đây liền đó, nó là như vậy. Nhưng mà vì nói ra chúng sanh nói thầy tôi ông mê tính ông có gì đi xuống dưới đồ này kia đồ vậy, nhưng mà thầy nói thật thì nói ra nó là như thế đó. Cái cõi này mà trước cái cổng á, thầy nói cho con nghe luôn, cái trước cái cổng thiên đình á, A Di Đà Phật có một vị đứng đàng hoàng, gác đàng hoàng, A Di Đà Phật cũng ngồi, có cái ghế ngồi bên đó, yeah. Có cái ghế ngồi để giữ để cho A Di Đà Phật, chứ thôi những cõi tiên cõi độ này kia mà lên A Di Đà Phật cõi vậy đó, nên khi con thấy được cái thân là biết là cõi trời, cõi trời trời thế nào vượt qua đi vô đó thì cái người chắn giữ là cái Dương Tiễn đó, Dương Tiễn giữ cái cửa đó đó, giữ cửa thiên quan quang đó đó, giữ cái cửa mà cổ thiên đình đó, Di Đà Phật đánh đuổi không có cho lên được, bất khả chân bản, thầy là ông Phật thì là cái từ trường hào quang như vậy, thầy đi đến đi đó như là thầy đi được hết, phải hiểu không? Nhưng mà còn cái cõi đó, ví dụ cái nhà cái đó vô cái cõi đó cái chầu vua vậy đó, thì tụi con cứ là ví dụ như tướng cái đầu khi nào có lệnh mới chịu mới vô được, còn con không có chịu được con không có vô được đó, nó là cái ý thầy giải sơ nó về vậy đó. Do ở đây là có cõi thiên thì như thầy nãy nói là do đó là cái chùa nằm dưới phía phần dưới chút xíu, thì do đó là những cái dòng mới tụ hợp về đây để tu có nhiều. Cái cõi này là cái cõi thiên. Dạ. Mà thầy là lãnh lệnh của là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nên thầy lên tới đây thầy thấy mát mẻ nhẹ nhàng, bây giờ thầy ngồi đây thầy mượn cái thực tế đây thầy giải lại cho con được, ngồi chỗ này là chỗ linh thiêng, thì thầy nói cái khẩu của thầy nói bằng chân thật không có cái gì sai hết, vì thầy lãnh lệnh nên thầy giải được thầy nói được ở đây, còn là con là cũng là thiên sứ, con cũng là cái hộ pháp hữu hình để đi đưa thầy đây, và đồng thời để quay những cái clip đưa đến cho chúng sanh,
để cho chúng sinh giác ngộ được, để tu được, để quay về bổn trạng, để tâm được tu được như thầy, thì sẽ dần sẽ thấy lời những lời thầy nói là chân thật. À, nó hết đấy. Nên mấy con hậu pháp đi theo tới thầy, mấy con không có xa, đi gì theo để hậu pháp cho là ông thầy hữu hình, thì nên đây mấy con lên được đứng như vậy. Nhưng mà do tâm mấy con ví dụ trang nghiêm chút thì tính đây nên lột lột nón ra ha, gì là Phật trang nghiêm chút nha, đến đây lột nón ra ha, gì là Phật, đó là đúng nha, là phải có trang nghiêm, sự thật nó là như vậy. Thầy kêu con lên trang nghiêm chút và thanh tịnh chút thì mấy con không có bị vỡ, mà mấy con lại có phước sự thật luôn, rồi mấy con sẽ có phước đức, rồi từ từ cái phước nó mới đổi thành tiền cho mấy con. À, nên là cứ việc mình tu, mình cứ tạo phước cho chúng sanh đi, tạo phước cho những người người coi YouTube đi. À, đó là thầy nhắn gửi về cho là cho mấy con, dạy mấy con. Dạ. Thầy ơi, thầy có thể nhắc qua đây, có thể thầy giải những cái số chữ trên đây cho mấy con nghe được, hiểu biết thêm được không thầy? Cái như ở đây là có cái chữ là điện Phật mẫu. Và mấy chữ bên đó thầy đọc không thầy? À, cái này là cái chữ là con có chữ nè. À, xuất nhập mà toàn hình thông thế giới, à, đại hội diệt vị Đức Phật mẫu diêu trì, diêu trì là ngày địa mẫu, ngày địa mẫu là ngày này á, địa mẫu đây Phật mẫu diêu trì là vợ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế là thiên đình, dưới là địa mẫu, là đây là để cho mấy con đó, phụ nữ đó, để đẻ mấy tụi con nè, để thầy, cho mấy bà mẹ của thầy mình. Có phải là cái mẹ địa mẫu là trong cái quyển địa mẫu chân kinh không thầy? Đúng rồi, cái địa mẫu đó, địa mẫu chân kinh đó ha, thì đây là cái vị địa mẫu là coi về cũng như là tạo hóa đất cây lửa, đất cây cây để lúa rồi đó, thì ngày đây á, ngày địa mẫu đây á, là chỉ cho là với mấy cái là thần đồng bằng, là thần sông, thần núi, thần đồng bằng, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, đó là như vậy đó, thì là để chi cho là con có được gạo ăn, là gì là ông thần nông á, thì cũng do ngày địa mẫu ở đây đều phát chỉ định cho nó là như vậy, là nhà cửa đồ ở dưới cõi mặt đất là do vị này nó tạo ra cái công đức. Dạ, còn mà ở bên đây á thầy, bên đây là đại hội liệt vị đức chúa vương, làm sao thầy? Nhưng mấy cái từ ngữ này mấy con không hiểu gần. Điện thánh chúa ở đây cũng như bên thánh. Quý vị là ví dụ người đang học tu, ví dụ người bên tu tiên, tu tiên thì nếu mà thông được hết thì sẽ thành thánh. Thì thành thánh là gì? Như bà Thánh Anh La Sát, rồi Thái Thượng Lão Quân là thành thánh đó. Rồi ông Trưởng Tiên Bủ. Đó là thầy kể cho nghe, nếu con có coi về biên binh phong thần thì có về chư vị thánh, cũng như là thầy của Na Tra là Thái Ất Chân Nhân, nên người ta thành thánh người ta có cây phất trần nha, còn tiên thì không có. Rồi sau lưng của thầy sao ngộ có điện ghế đá thiên vương. Điện ghế đá thiên vương là cũng như là ông vua, ông vua của cái cõi là cái một cái cõi nào đó, ví dụ như là cõi trời thứ nhất, cõi trời thứ nhì, cõi trời thứ hai là ở đây người ta để đây, cũng như khi người ta du sơn người ta tới đây để người ta ta chỉ cho ông từ đó để ở đây đặng cũng cái ghế này, khi người ta trên kia vậy ta muốn xuống đây để người ta du cái cõi hầm trần này, đó ta du về cái núi này, cái cõi thiên này, đó thì ta đến đây, hoặc là khi người ta lãnh lệnh, lãnh lệnh của là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì người ta đến đây để người ta là để cho người ta dùng cái như chim bao, như chúng sanh như ông dưới vậy đó, cho cũng như là nằm chim bao, là cũng như là ta điển linh đó, nói về điển linh đó, để cho biết là xuống đây như vậy, là làm lên mấy cái cột này nè, đó là ông vua này, ông lãnh lệnh của là Ngọc Hoàng Thượng Đế ha. Thì lãnh lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống lên nó cho ông từ dưới này, bây giờ ông từ dưới này tu rất là tốt cái tâm,
nên nó được lệnh để cho ông thấy được, mới chỉ cách thức cho ông. Dạ. Xem cái cổng nó như thế này. Bởi vì làm sao mà tự nhiên mà chú Út ổng là người bình thường thôi, sao để làm ra mà thấy được, làm ra được những cái điều này? Đó là cái linh, cái linh của người tu, cái quân tập đó, nên nó là về điển cho ổng thấy được, chứ không phải người nào muốn thấy được là thấy. Không phải như tất cả ở đây 100 người, nên có người khi ở dưới đồng bằng như vậy, rồi khi có cái duyên được vậy đó, cơ cũ quyền có tu, nên hay là có duyên với một vị Bồ Tát, một vị La Hán, hoặc là gì, một vị cõi tiên nào đó, là kêu là mua là mai cho lên cái áo của bà chú xứ, và chú xứ đó vậy mai cái áo lên để cho bà, hoặc là lên đây là xây cái cổng này, hoặc là đắp vô cái hình tượng này. Đó là do cái chức, cái chức phận của cái người đó là phải lên làm như điền vậy. Báo cho báo mộng, à điền báo mộng đó là thay vì ngủ thì nằm chiêm bao, thì bởi vì cái người ta không tu thì không thấy được như thầy, nên nó điềm báo mộng lại là để cho người ta chỉ lên như vậy, để kêu đi lên nó vậy, có hết á, có sự thật nó là như thế hết. Dạ, còn con thấy á, đi bất kỳ cái núi non nào đều có cái những cái bàn thờ cũng như là cái điện của quyền trong họ để cúng. Thì đa số là như thầy nè, chia sẻ lúc trước thì nói là những cái hương linh mà người mắc là lên núi tu rất là nhiều. Thì chắc là mình để điện của quyền là cho tu tập trung thế này. Đúng rồi. Hay là ví dụ như cái đề là chỗ vấn đề cái đó là cái dụ điện để đền thờ cho trăm họ. Có hiểu chưa? Thì trăm họ thì nói về cái cõi ở dưới đồng bằng đó, thì người ta chết về mang họ này họ kia, mà cũng quyền của người ta về núi người ta tu đó, rồi đó thì người ta về chưa tới lúc mà người ta chưa đầu thai đó, nên người ta về cái điện trên đó, nên cái là cũng quyền đời thời trăm họ là cũng quyền là về để đó để tu. Rồi tu xong rồi người ta đã đi luân chuyển, người ta đi đầu thai rồi, nhưng mà còn lại cái bản cái tên đó là hồi đời ông đời bà để lại, đó là cái công ơn báo đức sinh thành, nên người ta để đó là cũng quyền trăm họ để hoài cái mặt đó là như vậy. Nhưng mà ví dụ như trong đó đúng giờ đúng khách người ta đi hết rồi, người ta đi đầu thai hết rồi, nhưng mà vấn đề đó để tín ngưỡng, bị gì cái lớp này đi cái lớp kia về, cái lớp sau cái lớp sau vậy cha mẹ tu tu theo tiếp theo Di Đà Phật. Di Đà Phật, con muốn thành kính muốn có cái điểm lên con hay gì đấy, cầu cho bà xã con nữa à. Thầy nói cho con nghe, thầy hỏi thì con mới nói ra, thì đó là con nguyện xin tha lực, chứ con cầu thì có cầu nguyện xin tha lực của địa mẫu với gia trì đổ cho vợ con. Ý là Phật cầu nó không có có à, mà cái lòng thành kính đến thì có à, nó là như vậy, nên nó cầu cầu không bao giờ cái gì được hết à, cầu mà đừng cầu mà cái tâm thành nó mới có, cái tâm con mà thành kính thì nó mới có. Còn con cầu con xin không được, cầu xin con xin cái nào người ta cho, mà có tâm con thành thì tự động cái tâm là mình thành kính thì ứng liền cái pháp liền à, cái nguyện con xin chỉ xin như vậy. Thì chư vị ở đây Phật địa mẫu ở đây thì cũng thương hết trơn, cũng thương mấy con, cũng thương hết trơn chúng sanh, cũng như thầy cũng thương hết trơn chúng sanh, thương như mấy con vậy đó. Nên người ta có cái lòng để người ta muốn cứu giúp, rồi con phải cố gắng con tu tập nữa, thì con sẽ vợ con nó sẽ biến thành chuyện lớn nó quá nhỏ, chuyện nhỏ nó quá không, nó là như thế. A Di Đà Phật, chỗ này khí nó rất là thơm. Con bởi vậy tụi con á, khi tụi con á mà tự động trong nhà của tụi con tự động phát lên có mùi hương cực kỳ thơm, là có một chị Bồ Tát, một vị La Hán đến thăm, nó mang hơi thơm dữ lắm luôn. Như vì cái này cái cõi chuột, con hít cái chuột hoài thì con thấy nó vậy không đấy, nhưng mà khi nó thơm còn gấp 10 lần cái dầu thơm, mà nó thơm không thể nào tưởng tượng được. Mà khi con đó là ứng với con đó, còn cái người khích bên cũng không thấy thơm gì nữa, mà cái người con ứng được đó, hay như là Phật, là người ông Phật hoặc là vị Bồ Tát đến thăm con, ứng với con thì con mới thơm, cũng như thăm thì giếng con có cái duyên đến vậy đó. Còn khích người bên hai ba người không thấy người nào thơm hết trơn á, nhưng mà cái người khích bên, cái người nào ứng với cái người đó, đó là ông Phật ghé thăm cái người đó, nó thơm cực kỳ thơm, nó thơm còn gấp 10 lần dầu thơm nữa.
chứ nó là như vậy. Dạ. Dạ, giờ này thì em xin kết thúc video này tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tham quan nơi điện thờ của ông Hổ. Giờ đây thì em mời cô chú anh chị đến với video kế tiếp để chúng ta khám phá vùng tâm linh ở nơi núi Sập nha cô chú anh chị. Em xin mời ạ.